Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Love Music và tiếp tập 43 của phần 4 truyện Tuyết Ứng Lĩnh Chủ Thôi Nào. Tập 44, Kỳ Ngộ Cùng Nguy Cơ. Vu Mã Hải nhìn phía dưới, trong mắt có tức giận, không mang theo chúng ta mới là bình thường. Vu Mã Hải, nếu không, chúng ta liên thủ đi. Thế giới cái lá dây leo thứ nhất này, không gian quỷ dị khó lường, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Hai người liên thủ càng có thể ngăn cản nguy hiểm. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói. Nhưng hai người cùng nhau hành động, nguy hiểm cũng lớn hơn, khả năng chết càng cao. Vu Mã Hải hừ lạnh một tiếng, chúng ta vẫn là tự trông vào số phận đi. Vu Mã Hải cũng lao xuống. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng đứng một mình ở giữa không trung cạnh thân chính liên thiên đằng, nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là không thuận, không thể sử dụng quyền trục thần cấp. Ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất là quá nguy hiểm. Ta nhất định có thể thành công, nhất định. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng thầm nghĩ, lập tức lao xuống. Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, Phúc Thúc đáp xuống, dừng ở bên cạnh thế giới cái lá dây leo thứ nhất. Nhìn mắt hai bóng người Vu Mã Hải cùng kiếm hoàng xa xa tách ra, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi. Thần Cửu huynh, thế giới cái lá dây leo thứ nhất cùng thế giới cái lá dây leo thứ hai này, phải phiền rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng cần hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng huynh hỗ trợ trà xét. Thần Cửu cũng nói, hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Toàn bộ Hồng Thạch Sơn trùng trùng nguy cơ, càng về sau, càng nhằm vào thân thể. Như thế giới năm cái lá dây leo của Liên Thiên Đằng, thế giới cái lá dây leo thứ nhất, thế giới cái lá dây leo thứ hai, tốt xấu còn có thể cùng nhau hành động, mà từ cái lá dây leo thứ ba bắt đầu thì dứt khoát hoàn toàn khảo nghiệm thân thể, cũng không thể cùng nhau chiến đấu nữa. Đương nhiên bởi vì cùng nhau hành động với bọn Thần Cửu, ở thế giới hai cái lá dây leo phía trước Đông Bá Tuyết Ưng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Liên quan thế giới cái lá dây leo thứ nhất này, Đông Bá, tình báo của hạ tộc các ngươi chi tiết hơn. Thần Cửu nhìn xa xa, trên thế giới cái lá dây leo khổng lồ này có dãy núi chập trùng, thậm chí có một số con đường bằng phẳng, cũng có hoang dã, thậm chí xa xa còn có kiến trúc kim loại kỳ dị. Tiền bối bán thần của hạ tộc ta, bọn họ không dám hy vọng xa vời xông qua toàn bộ Liên Thiên Đằng, cho nên tìm kiếm kỳ ngộ ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất này. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, cố gắng kiếm chút bảo vật, một khi nguy hiểm thì lập tức bóp vỡ phù bài, từ bỏ rời khỏi. Bởi vì luôn tìm kiếm kỳ ngộ, cho nên ghi chép đối với thế giới này đặc biệt chi tiết. Chúng ta lần này không thể mạo hiểm lung tung. Thần Cửu nói, chúng ta là ba người cùng nhau hành động, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ rất mạnh, cố gắng đừng trêu chọc lung tung. Ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dựa theo kế hoạch thứ nhất ban đầu, nếu ở Hề Vi tiền bối giải độc bình thường, như vậy Đông Bá Tuyết Ưng sẽ ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất cố gắng dừng lại lâu, tìm kiếm các khu vực, cố gắng kiếm nhiều bảo vật, kiếm mười mấy thần giới chiến binh, thậm chí kiếm được thần khí vân vân. Điều này cũng có khả năng, nhưng hiện tại không thể chơi như vậy. Cố gắng bớt trêu chọc phiền toái, bởi vì nơi kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Nhìn tòa tháp kia, Thần Cửu chỉ phía xa. Đông Bá Tuyết Ưng và Phúc Thúc đều nhìn lại, liếc một cái là nhìn thấy xa xa, ở giữa cỏ dại mơ hồ có một tòa kim tự tháp màu bạc xám. Thất giai tinh tháp, Phúc Thúc nhìn kinh hô, trang chủ, đây chính là tinh tháp, thất giai tinh tháp. Nhìn mà thèm rồi, Thần Cửu lắc đầu, ta cũng nhìn mà thèm. Nó so với toàn bộ phi kiếm, sơn trang chúng ta tích lũy vô số năm còn giàu có hơn, thậm chí có thể đem nó bán đi cũng đủ mua 1-2 nô lệ thần cấp đỉnh phong. Nhưng thế giới cái lá dây leo thứ nhất này, có một quy củ, kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng nghe líu lưỡi, mua thần cấp đỉnh phong, nô lệ, thần giới, có nô lệ, thần linh làm nô lệ, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Thần giới, Thần Cửu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cảm khái, thần giới, so với người tưởng tượng nghiêm ngặt tàn khốc hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng như có chút đắm chiêu. Nghe nói, Hồng Thạch Sơn lúc ở thần giới, cái lá dây leo thứ nhất, đặt bảo vật không khoa trương như vậy nhiều như vậy. Thần Cửu nói, vị đại năng kia sau khi chết, Hồng Thạch Sơn rơi xuống thế giới phàm nhân này, ngược lại đặt rất nhiều bảo vật cực chân quý ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất. Nhắm chừng chính là muốn hấp dẫn càng nhiều bán thần càng mạnh hơn tiến vào. Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng động lòng thèm thuồng, nhưng tình báo hạ tộc đã sớm ghi lại, bảo vật càng lóa mắt cường đại, càng không thể đi chạm vào. Hắc Phong lão tổ cũng là may mắn kiếm được chút thần giới chiến binh mà thôi. Chuẩn bị xuất phát, Thần Cửu nói, Phúc Thúc thi triển pháp thuật đi. Lão già đầu chọc Phúc Thúc lấy ra một phần quyển trục thần cấp xám xịt, nhẹ nhàng bóp nát. Ông, quyển trục thần cấp lập tức vỡ vụn, hai luồng khí xám xịt lập tức chui vào trong mắt lão già đầu chọc Phúc Thúc, mắt hắn cũng mang theo màu xám tầng sâu, giống như nhìn thấy tất cả. Không gian chi mâu, Thần Cửu nói, có pháp thuật này, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Quyển trục thần cấp không gian chi mâu là chuyên môn chuẩn bị cho thế giới cái lá dây leo thứ nhất. Như bọn Mai Sơn chủ nhân, Vu Mã Hải, Kiếm Hoàng mỗi người đều mang theo, nhưng Vu Mã Hải và Kiếm Hoàng không thể dùng quyển trục thần cấp, cho nên chỉ có thể rất đáng thương đi liều mạng. Mai Sơn chủ nhân tuy nắm giữ không gian chân ý hoàn chỉnh, nhưng trừ phi ngưng tụ không gian thần tâm, nếu không hắn cảm giác đối với không gian cũng không hơn không gian chi mâu này.
Đây chính là thần cấp đỉnh phong vất vả luyện chế một không gian pháp thuật, hơn nữa chuyên chú ở phương diện tra xét. Đông bá, phiền hư giới phân thân của ngươi ở phía trước tra xét. Thần cửu nói, việc nhỏ. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu. Lúc trước đội ngũ thần cửu phối trí rất tốt, lão tặc phụ trách tra xét nguy hiểm. Phúc thúc phụ trách thi triển quyền trục thần cấp, có hai người bọn họ, thần cửu có thể tương đối thoải mái thông qua hai thế giới cái lá dây leo phía trước. Về phần ba cái đằng sau, bọn phúc thúc là phải dừng lại ở thế giới cái lá dây leo thứ ba, tách ra với thần cửu. Đông bá Tuyết Ưng, thứ nhất lúc trước đã ở trong đội ngũ, cũng coi như có chút công lao, thần cửu cũng không tiện từ chối. Thứ hai, hư giới phân thân của hắn cũng có thể hỗ trợ tra xét nguy hiểm. Về phần Vu Mã Hải, thanh niên áo vàng kiếm hoàng, tự cầu nhiều phúc đi, đi. Chín hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều phân tán ở phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh. Thần cửu, phúc thúc và bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu hướng về trung ương thế giới cái lá dây leo thứ nhất tiến tới. Các bạn thấy video này thế nào, nhưng mà thấy hay thì để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng Love Music xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi.